Chào tất cả mọi người, sau đây là mình xin hướng dẫn cách lắp cuộn mang máy dập nắp cốc tự động phép. Đây là cuộn mang nhá mọi người nhá, đây là cuộn mang. Rồi mình sẽ lắp cái bát nhựa này vào trước, cái nhựa này vào trước. Đấy, mình lắp vào đây. Bên này cũng vậy. Đây, lắp vào đây. Sau đó mình để vào bên này. Cái cuộn mang nó sẽ nằm ở trục bên tay trái của mình nha. Đấy, mình phải để vào. Rồi. Cái cuộn mang thế nào nó không phải chạy về, nó chạy từ trong ra này. Phải chạy từ trong này ra nha. Rồi, sau đây mình chạy xuống như này. Rồi cho cuộn mang nó vào cái khe của con mắt đọc. Rồi, ok, đây. Mình sẽ cho nó xuống đây này. Bên cái này. Đấy, bên này cũng vậy. Đây. Cho lên đây. Sau đó mình bỏ cái lông đen vào. Rồi cho kẹp. Kẹp này mình bỏ vào nha. Bên này nha, bên này cũng vậy, bên này nó nằm ở con này. Gắn cái này vào. Rồi cái này trục thu hồi cuốn ma. Bỏ, mình gắn vào trục bên tay phải của mình. Rồi. Mình sẽ bỏ lông đèn vào sau vào nha. Các bạn lưu ý nha, lưu ý phải vào khe mắt của màn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Đây, nút khởi động nguồn này. Mình sẽ khởi động nguồn lên. Khay nó sẽ tải ra. Nhấn cái nút rolling này, cuộn mang bên này nó sẽ tài này, sao cho con mắt đọc nó sáng lên này. Đây, nó sáng lên ở đây này là ok ạ. Phía bên này là đồng hồ hiển thị cái nhiệt độ của mình, nhiệt độ của máy, một cái mâm nhiệt của máy. Và bên này là thời gian, để như mình nhấn đây một cái. Cái này là số lần dập ly của máy, nó dập bao nhiêu ly nó sẽ hiển thị vào đây. Nếu như mình muốn cho nó về trả về không thì mình nhấn nút mình giữ nó trả về không. Giờ mình sẽ đợi đủ nhiệt độ, mình đang set up ở đây là 165 độ, mình vừa đợi đủ 165 độ, mình sẽ đợi đủ 165 độ, mình sẽ dập nó không. Sau một khoảng thời gian 3 phút thì máy đủ nhiệt độ để mình dập ly. Rồi, dưới đây là chế độ dập ly bằng tay. Mình bỏ ly vào. Mình dập bằng tay nha. Ấn Start, dập bằng tay. Rồi. Đây nha. Rất là đẹp. Rất là cách đặt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bằng cách sử dụng chế độ tự động. Mình sẽ nhấn auto này. Đấy. Cái này thì mình chỉ cần bỏ ly vào thôi ạ. Bỏ ly vào. Máy sẽ dập. Đấy, rất nhanh đúng không? Đấy, mình sẽ bỏ ly vào tiếp này. Rất là nhanh. Mình không cần phải nhấn nút Start. Rất là nhanh và rất là kín kẽ, miếng ly rất là đều, các miếng ly rất là đều, không có đủ nước nào ly rất là chắc. Người đang máy còn có cái thanh giảm an toàn, cái này gọi là thanh giảm an toàn. Đây.